đi câu cá, nhưng mà trắng bác họ đi câu em vô bờ ai ăn ra trong cá đi ra ở buồn ngủ quá ăn ở lưng ngủ luôn một giấc còn duyên ngầm nhất á. Giờ mà em đang ngồi thấy bài ho bạn chơi muốn lượn quá là vui, để mồ hôi ăn câu cũng đủ rồi hết nở gặp bọn chơi. Mẹ đi bán về mừng hả con? Ừ. Nãy chờ mẹ nè, nãy giờ chờ mẹ đi bán về nãy giờ nè. Mừng quá à. Ồ. Sao? Gì á? Gì á? Sao? Mẹ về mừng không? Hử? Ừ? Mẹ về mừng không con? Vô nè, trời chuyển mưa tới thui rồi. Ê. Đây thì cô chú anh chị, bữa nay thì nhà Phong cũng đang còn cắt hẹ. Sáng giờ cũng đang nhổ cải, cũng mới giao xong rồi. Giờ còn mớ hẹ ở đây. Bữa nay là cũng có mẹ vợ Phong với bà chị gái. Cũng mấy bữa nay qua làm được, anh chị làm luôn. Chị đang ngồi là của bác chị. Vợ Phong hồi nãy cũng tháo khẩu trang ra, thường đeo. Chị gái này cũng ở nhà, không có đi đâu á. Nhưng mà cũng mới xét nghiệm rồi nên chị cũng an toàn á cô bác anh chị. Chào bác anh chị cô bác. Dồi dào được, cho chúc mấy chị cô bác dồi dào được khỏe cô bác. Giờ là giúp lỡ Phong nó thấy mần không kịp thôi. Tụi em làm là lợi phụ cho Phong. Chị gái này làm là không có lấy tiền, nhưng mà xong xuôi thì con Nguyễn sẽ mua quà tặng cho chị. Thôi được rồi, giúp Phong rồi, cảm ơn rồi. Thôi chứ mà giúp hoài mà không có lấy gì hết trơn là đâu có được. Để làm giùm được rồi. Dạ, yeah. Giúp ai cũng vậy. Em mua quà chị, mua mì rồi đó. Mì nước mắm nước tương một ngọt. Mày tí, cụ tí cũng đang lặt nè. Tí lặt cũng nắm bự ghê quá. Này mẹ Phong. Nè em vô lặt phụ đi con. Này, mẹ vợ Phong. Vợ Phong đang lặt. Hai mẹ con ngồi kế bên. Tí. Được không? Chào ông bà cô bác đi con. Quay qua đây nè. Hôm nay con tên gì con biết không? Nguyễn Ngọc Quy. Con nhiêu tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi luôn hả? Hôm nay con ở nhà con phụ ba mẹ lặt hẹ. Ở nhà con phụ ba mẹ lặt hẹ. Lặt hẹ thêm được chữ lặt hẹ. Con có chúc ông bà gì không? Chúc ông bà lo mẹ con sức khỏe. Trời, con cầu một hoài. Ông bà đâu có bệnh đâu, mau mau mạnh khỏe con. Chúc ông bà luôn khỏe mạnh. Dồi dào sức khỏe bình yên. Đây cô tí hát cho ông bà nghe đi. Hát nhạc chế đi. Nãy cô tí là tự hát luôn. Các bạn là hát không ai biết luôn. Nó cỡ rồi, nó quay qua coi cái mặt mắc cỡ rồi. Đâu đây. Nó nhặt rồi quá. Nó nhặt mà tự nhiên nó chế mà. Ăn đi. Nhặt liên khúc rồi quá. Đâu? Hát cho bà nghe coi. Với ông bà nghe. Đi bác về nghe nó nằm trong nhà. Hát đi. Này, mẹ vợ Phong. Bình thường vợ Phong lặt chậm lắm. Bữa nay có mẹ kế bên làm như tiếp thêm sức mạnh. Đâu, tại mẹ thì này là bữa nay hè tốt. Nay là nhờ có cắt cây khúc này chúng nghe cái khúc tốt quá nên bây giờ lặn nhanh lắm. Thấy chưa? Với có chị gái cũng qua phụ gia đình Phong á. Nay là đúng giờ ngày hôm nay là chỉ qua là gần 3 ngày của bác chị. Tí khóa không chứ lặn như đâu con, sao con dục mới mà dũng rồi tưởng là cộng xanh. Hát đi tí, hát hậu quốc đi tí, nhặt ghế rồi.
Chào ông bà cô bác đi em. Chào ông bà cô bác. Hôm nay có mẹ phụ mấy bữa nay cảm thấy sao? Cảm thấy vui. Vui. Con như chồng hát luôn à. Vậy. Hát đi, vô chồng vậy. Có chị ở đây bữa nay đãi thêm món ốc nữa, ốc bu vàng cháo nước mắm. Hôm qua hai cha con đi bắt hả tí? Qua hai cha con mình đi bắt phải không? Ngoan đi, tối nay đi nữa nha, chịu không? Dạ. Hát nha. Trời, hát ra ba nghe nè. Tập trung nha. Rồi, ba. Ca gì vậy? Gì vậy? Ca gì vậy? Hả? Con ca gì vậy? Một. Để ba giới thiệu nha. Để đứng lên đàng hoàng phải không? Đâu đâu, chuẩn bị tâm lý. Đứng ngay trên cái chỗ hẹ nè. Trời ơi. Trời ơi, lấy đồ nghề. Cô nội ơi, cô tí. Lấy gì? Lấy đồ nghề. Cô tí xuống lấy đồ nghề nè, cô bác anh chị ơi. Chú khác ngồi cười không? Trời ơi. Này Phong, con Phong chỗ tài ca hát. Lại đi. Lại đi ông bà, trời lâu quá ông bà ngủ quên luôn rồi nè. Nghe xong chưa? Rồi đứng vô vị trí rồi đây. Vô vị trí. Nhanh lên. Lại đi. Rồi đứng. Đứng đây quay đầu lại. Rồi. Rồi con bây giờ bé Nhật Quy sẽ trình bày nhạc khúc gì con nói cho ông bà nghe luôn. Đâu? Nhạc chế luôn hả? Ghê vậy. Rồi quay qua đây. Nè đứng đàng hoàng lên. Rồi hát. Nãy giờ con ca hả? Con ca mà tưởng đâu vô bốc dụng nhau nhau rồi ra đây ngừ không mà không biết ca gì đâu. Dế. Thấy sợ quá tí rồi. Ca nãy ca nữa bây giờ không ca. Đâu để mà bấm máy mà coi lại cái khúc con ca rồi. Nè, hát cái bản gì mà con đi học á, đi học thầy cô dạy á. Con thuộc cái bản nào mà thầy cô dạy á, con hát cho ông bà nghe đi con. Vâng, để nối tiếp bữa ngày hôm nay là chương trình Lạc Hẹ thì bé Quy sẽ trình bày một nhạc khúc tự chọn. Xin mời bé Quy trình bày. Rồi. Câu cá nghe mèo trắng mới khở đi câu em nhờ bà A Dân ra tàu cá đi ra ở ngủ quá hàng ngã lưng ngủ luôn một giấc còn duy ngầm nhất cả. Giờ mà em đang ngồi thấy bài thơ bạn chơi muốn lượn quá là vui. Tiểu mồ hôi anh hai anh cao cũng đủ rồi anh nở gặp bọn chơi Hay quá mà. Con dịch đi. Rồi con chào ông bà cô bác đi. Ca đi, ca lớn rồi. Đây. Đứng lên đàng hoàng. Ngoại cho tiền. Anh đi chúc ngoại cho ngàn. Nhanh lên. Đứng lên. Tiếp tục. Ca sĩ siêu quậy. Ca sĩ siêu quậy tiếp tục ca khúc. Rồi. Rồi. Bản nào con? Một con vịt. Một con vịt. Rồi vô. Con vịt hai cây cánh. Nó kêu cạp 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 dập hồ nước về bà lầy và bơm lúc lên bờ cái cánh tanh tanh cái cánh cho khô mà cho khô mọi người cái cánh canh xanh.
Trời tiếc quá trời quá đất luôn. Hôm nay chắc ông bà coi chắc ông bà buồn rồi. Tại tiết ca không có đúng cha sửa lời bài hát. Rồi sao hết lần hè luôn hả? À, quê quá rồi, hết lần hè luôn rồi. Bà mẹ biết biết bài về ba mẹ không? Đâu, bản gì mà về về ba mẹ đâu? Quay qua đây. Ừ, quay qua đây. Quay qua đây. Ba hơn cháu. Ừ, cả nhà thương nhau. Con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau. Ta là nhau, nhau là cười. Cười đâu? Sao không thấy con cười? Cười hí 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 lên. Ta đàng hoàng ngoại thưởng nè. Ở ngoại cho tiền. Ta đàng hoàng, ta lớn lên. Đó. Ta lớn lên ngoại thưởng. Ngoài ngoài qua phụ lật hẹ không không ấy còn cho tiền nữa đó, vỗ tay. Ủa chạy rồi đi cất tiền, đi cất tiền giấu heo rồi. Đâu chạy vô coi giấu heo. Ê tí giấu heo mới được tí. Đâu 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 bỏ đâu tiền cất đâu cười. Tiền bỏ đâu rồi? Cắt này hả? Đây. Hôm nay cắt được nhiêu rồi? Mười ngàn. Ông ngoại cho 10 ngàn, nãy chưa cảm ơn ngoại. Bỏ đâu rồi? Nó để hôm nay mà. Để hôm nay còn lại. Nè. Đâu? Hả? 10 ngàn. Hôm nay được nhiêu? 10 ngàn. Hôm nay có 20 à? Con heo con đâu? Đó. Heo đâu á? Heo nó biết tập mẹ không bỏ vô nè. Ừ, thôi đi ra. Đây cũng 10 ngàn luôn, tha 10. Trời ơi. Ngồi ăn cơm mà. Cô tí. Cô tí mới được thêm 10 ngàn nữa đem vô phe. Trời ơi. Dòm giống 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 đi ngoài đường quá con. Cầm sắp vé số à. Hả? Mẹ ơi mẹ. Trời. Mẹ ơi con biết rồi. Bé tí xui rồi, bé tí không biết gì luôn, dở quá tịch thu tiền. Chỉ thấy viết bàn bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, làm sao có thể nào quên. Ngày xưa thầy dạy dỗ cho em bài học hay. Mai kia lớn lên người, làm sao có thể nào quên. Ngày xưa thầy dạy dỗ cho em bài học hay. Vỗ tay. Cha hát con vỗ tay. Trời ơi ho luôn rồi. Triệu chứng. Có triệu chứng. Có triệu chứng. Mày hát đi, tao hát mọi người câu. Chắc ngày mai chị gái đừng qua nữa, mới ho. Không ghẹo chị. Chị gái có muốn tặng ông bà bản nào không? Có vợ phong ca cũng hay lắm. Cô chú anh chị xem hồi nãy là đặt cải xanh á, xong rồi chị cũng lựa ra. Tại vì mấy cái cải này nhuyễn quá chị, ở đây á, thì nhầm khi lặt đâu có kịp đâu thì bỏ cũng vô cũng cũng đâu có sử dụng được, nhưng mà chị cũng hà tiện á, chị gom lại lặt xong rồi bây giờ chị lặt ra đem về ăn rồi chia cho bà con đó, các bác chị ạ. Đây nguyên cái bịch chà bá luôn, hoặc bịch lá cải không. Cải gì những hèm cỏ này no về ăn nấu canh ăn.
Thầy chỉ bỏ thời gian mà chỉ đi ấy về mà dễ nhận dưa mà cho bà con cô bác gần khu vực chỉ á, thật sự là rất là tốt luôn á cô bác chị. Qua chị về chị nhận một bịch đó cho bà con ở gần á, mừng quá trời mừng luôn. Dạ. Yeah. Bà con nó ăn này chống dịch chứ giờ hả cũng không có tiền mua ăn cho mừng. Dạ. Yeah. Bây giờ cũng mắc mỏ. Đi ra thì người ta bán cũng mắc. Giờ là mấy cái nhuyễn nhuyễn là chị ấy ra, chị lặt ra. Này non ghê luôn. Dạ, nó nhuyễn thì nó non. Này chị gì, chị nấu lẩu hay chị nhúng nó ăn cũng ngon. Này giờ Phong hôm qua làm cốc thấu. Anh lên ăn cốc đi xuống chị. Mới ăn xong ê nhăn chết luôn. Chị ăn giờ hả? Ăn không dữ luôn. Này chị vô nhà Phong tự nhiên hơn nhà luôn. Bây giờ quen rồi không có mắc cỡ nữa. Mới vô ngại vậy hết ngại vậy. Yeah, bên nhà chị á, chị cũng không có đi đâu á, tại lúc này mùa dịch á, nên ở nhà không à. Chị mới ban đầu vô á, thì chị cũng thấy gia đình Phong cũng sợ nên cũng đem tờ giấy qua, cũng mới xét nghiệm rồi cũng không có kết quả là tốt quá cô bác anh chị. Này giờ Phong đang ngồi ăn cốc. Hả? Ủa? Không ai đang kia văng dây nữa không à? Văng dây nhà nào à? À, nghe đó là đúng không ạ? À? Ủa mà ra đó văng dây nhà nào nữa vậy ta? Chà, trời ơi nguy hiểm rồi. Văng dây. Hôm bữa là cái nhà đằng kia là đang bị cách ly. Dạ. Cái đường hẻm góc ở đây không ạ? Dạ. Rồi bây giờ trong khu xóm của Phong mà giờ Phong tỏ quá trời nhà luôn. Rồi, nguy hiểm lắm cô bác anh chị à. Giờ ăn với mẹ nó đi. Ngon mẹ làm ngon quá. Chua chua. Ăn này chị gái ơi. Thì đâu có đâu. Ăn không vũ gì hết trơn. Không đút mẹ ăn. Rồi giòn quá. Để con cho à. Không mời ông bà của bác ăn rồi. Mời ông bà. Ừ. Hai mẹ con mày thương nhau quá bỏ ba ông mình. Tự phải xử luôn. Tự xử khỏi gần đút. Tự ăn. Thôi, ba mới ăn rồi. Thảo xạo thôi. Cốc mà uống nước còn hồi chết nha. Thôi. Ăn luộc ốc với hai em. Wow. Ăn ốc luôn mình nữa rồi. Cái đó đã ba đem ốc bự lại của ba. Ốc bự nhất là cho dành cho ba. Con muốn ăn. Chua quá. Để cho tôi làm chua lắm mà. Ừ. Qua mẹ làm hồi nào ba không hay luôn. Ba không hay à. Thôi mà biết ba quay à. Hồi quá. Biết hồi ba ai hái không? Ai? Anh ba. Anh ba hái không? Anh ba vợ hái, vợ anh ba làm dụng là con mẹ. Thôi thì xuống con mẹ ruột ốc chín cho. Banh là phụ chị. Chúng mánh rồi, bữa nay nguyên bọc cho bá luôn. Mánh à. Ốc. Cá bèo non ghê luôn. Chắc chảy xong rồi ra ăn ốc. Ăn ốc bu. Này chị gái chúng mánh nè. Đem về bà con chắc mừng dữ lắm. Này chắc còn giác về thôi. Một bịch đầy hơn qua nữa. Này về chị gái ăn ít hả? Mình cho bà con cho nhiều bà quá con. Cho bà con rồi nó sớm ngửi nắm con mới thảo. Dạ. Giờ Phong đang chất hẹ đi bán.
mấy lá cải liền xuống hào nó mau cá nó mau ăn quá, ăn mấy chút xíu mà muốn hết rồi. Giờ Phong đang lo điếm anh đã vô ăn ốc nữa nè. Chắc giỏ đâu hết rồi em.